sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Các em thân mến, danh lam thắng cảnh và những di tích lịch sử đều là những món quà và là những di sản vô giá mà thiên nhiên và các thế hệ đi trước đã để lại cho đời sau. Những danh làm thắng cảnh ấy và di tích lịch sử sẽ đem biến cho chúng ta một đời sống tinh thần vô cùng phong phú, giúp chúng ta có thể hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của quê hương mình. Nằm trong chùm bài học số 3 với tiêu đề Những di tích lịch sử và danh thắng thuộc loại văn bản thông tin, trong bài mở đầu của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu văn bản đọc đầu tiên, đó là văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương, theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài học, cô mời chúng ta cùng đến với phần một lớn, khởi động. Trong phần này, chúng ta sẽ đặt và trả lời cho cô câu hỏi như sau: Em hiểu thế nào là danh lam thắng cảnh? Theo em, để một khu rừng trở thành danh lam thắng cảnh cần có những yếu tố nào? Cô tin là chúng ta đã có hiểu biết ít nhiều về danh lam thắng cảnh, thậm chí có một số bạn còn được đi rất nhiều nơi để tham quan những khu vực này. Chúng ta có thể định hướng cho cô như sau: Danh lam thắng cảnh là một thuật ngữ dùng để chỉ những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có sự kết hợp với công trình văn hóa. Đó là những khu tham quan, địa điểm du lịch được xây dựng hoặc do thiên nhiên tạo tác. Và để có thể khẳng định một khu rừng muốn trở thành danh lam thắng cảnh cần có những yếu tố như sự đa dạng về các loài động thực vật có hệ sinh thái đặc sắc, có nhiều di tích lịch sử giàu giá trị thẩm mỹ, lịch sử văn hóa, vân vân còn yếu tố nào nữa cô mời chúng ta cùng tranh luận và bổ sung tiếp vào đây nhé tiếp theo chúng ta hãy cùng cô chuyển sang phần hai lớn đọc và tìm hiểu chung trước tiên chúng ta sẽ cùng cô đọc văn bản hãy chú ý cho cô yêu cầu khi đọc văn bản này như sau cần đọc to rõ ràng có điểm nhấn các em hãy thể hiện được sắc thái cảm xúc của người viết về cảnh vật chúng ta có thể chú ý giọng điệu cũng như là cách diễn đạt của người viết về văn bản. Hãy cùng mở sách giáo khoa trang năm 59 và đọc lại cùng với cô. Văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh. Cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía nam, nằm lọt sâu trong lòng dãy Tam Điệp, có một vùng đất với diện tích 22.200 ha trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa đã trở nên vô cùng quen thuộc và thu hút bao du khách trong ngoài nước. Đó chính là vườn quốc gia Cúc Phương. Được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1962, Cúc Phương đã trở thành vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam. Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hóa, lịch sử, từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn với những ai say mê khám phá và du lịch. Đến Cúc Phương đẹp nhất là vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, khi những cơn mưa rừng dữ dội qua đi, nhường lại cho thiên nhiên nơi này những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn với bao điều bí ẩn. Trong cái nắng xen lẫn sắc đỏ của mùa khô, rừng cây vẫn thắm xanh, xa dịu bao mệt mỏi bụi đường của du khách. Vẻ khoáng đạt, bao la của đại ngàn khiến con người như lạc đến một miền đất kỳ diệu, bỏ lại sau lưng cuộc sống đời thường ổn đã. Quần thể động thực vật Vườn quốc gia Cúc Phương có quần thể động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Về thực vật, Cúc Phương là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm. Vì thế, khi đặt bước chân đầu tiên vào rừng già nguyên thủy Cúc Phương, du khách sẽ được Cảm thấy sững sờ, nhỏ bé khi lọt vào thế giới hoang sơ, đậm màu xanh kỳ vĩ. Đặc trưng của rừng Cúc Vương là những cây đại thụ khổng lồ và hệ thống cây dây leo thân gỗ, đường kính tới 20-30cm, mọc muôn hình muôn vẻ, trường từ thân cây này sang thân cây kia như những con chăn khổng lồ. Trên đây là một đoạn cô đã đọc mẫu để các em có thể chú ý về cách đọc về nhà chúng ta hãy dành nhiều thời gian để đọc kỹ, suy ngẫm kỹ về văn bản để thấy được đặc trưng thể loại của văn bản thông tin. Tiếp theo, cô mời chúng ta cùng đến với phần đọc chủ thích. trong sách giáo khoa đã chủ thích cho chúng ta những từ ngữ khó. các em có thể đọc kỹ. hãy cùng cô đọc lại một số chủ thích mà sách giáo khoa đã chú giải như sau. tán, đây là bộ lá của cây tạo thành vòm lớn có hình giống cái tán. Thảm tươi thì gồm những loài thực vật thân thảo, không có cấu tạo gỗ, thường sống dưới tán rừng. Tiếp theo là bì sinh, đây là loài thực vật không mọc trên đất mà sống bám trên thân, trên cành cây to nhưng không gây hại cho các loài cây đó. Kim dao là một loại cây gỗ quý của Việt Nam. Đặc hữu chúng ta hiểu ở đây đó là chỉ động thực vật, khoáng vật quý hiếm, chỉ còn thấy ở một vài vùng nào đó. Linh trưởng là một bộ thuộc lớp thú, có bộ não lớn, phát triển, thị lực tốt, biết leo trèo, bàn tay khéo léo, có thể cầm nắm dự được như là khỉ, vượn, vọc. Di chỉ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa. Ngoài những từ khó mà sách giáo khoa đã dẫn ra, thì nếu như các em cảm thấy còn từ khó nào mà chúng ta chưa hiểu rõ về nghĩa, thì chúng ta có thể ghi lại vào sổ tay, sau đó các em hỏi lại các thầy cô của mình hoặc là hỏi lại bạn bè, hoặc có thể đưa ra để hỏi trước lớp và chắc chắn là chúng ta sẽ được giải đáp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, tìm hiểu chung. Hãy nắm cho cô một số đặc trưng cơ bản liên quan đến văn bản như sau. Trước tiên là về xuất xứ của văn bản. Văn bản được trích trong cuốn theo hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam do Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh, nhà xuất bản quân đội nhân dân 2009. Thể loại của văn bản qua phần chúng ta đã đọc và tìm hiểu ở nhà, thì chắc chắn kem đã định hướng cho mình thể loại của văn bản ở đây, đó chính là văn thuyết minh. Và đi kèm với thể loại đó thì chúng ta sẽ có phương thức biểu đạt chính, đó là phương thức thuyết minh. Và không để kem phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng cô khám phá những tri thức liên quan đến văn bản ở mục 3 lớn, trải nghiệm cùng văn bản. Ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các luận điểm sau một Đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh thể hiện trong văn bản. 2. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản. 3. Là chúng ta cùng chú ý cho cô một số chi tiết quan trọng trong văn bản. Trước tiên, chúng ta cùng đi vào luận điểm số 1, đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh thể hiện trong văn bản. Có thể nói là văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử sẽ thuộc loại văn bản thông tin cung cấp cho người đọc thông tin về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử đó. Và sẽ có các đặc trưng cơ bản của kiểu văn bản. Chúng ta cùng theo dõi và chú ý như sau. A là về cấu trúc. Cấu trúc thì kiểu văn bản này sẽ thường có 3 phần. Thông thường, phần mở đầu là giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử. Và chúng ta... Quan sát trong văn bản Vườn quốc gia Cúc Phương thì cấu trúc văn bản cũng có các phần cụ thể, phần mở đầu từ chỗ cách thủ đô Hà Nội 120 km cho đến đời thường ồn đã có nhiệm vụ là giới thiệu khái quát về vườn quốc gia Cúc Phương. Phần thứ hai trong cấu trúc là phần nội dung. Theo kiểu văn bản thì sẽ thường giới thiệu có hệ thống những phương diện khác nhau của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ứng với văn bản vườn quốc gia quốc phương chúng ta thấy phần nội dung đó là giới hạn tiếp đến dân tộc mường ở đây tác giả đã giới thiệu một cách có hệ thống những phương diện khác nhau làm nên sức hấp dẫn thú vị của rừng cúc phương và phần cuối cùng trong cấu trúc văn bản đó là phần kết thúc theo đúng đặc trưng thể loại của văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh thì phần kết thúc sẽ nhận xét khái quát về giá trị của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử có thể bày tỏ tình cảm thái độ của người viết dành cho danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử thì tương ứng với văn bản vườn quốc gia cúc phương chúng ta cũng thấy trong phần kết thúc tác giả đã nhận xét khái quát về giá trị của rừng và bày tỏ tình cảm thái độ của người viết nó được giới hạn trong toàn bộ phần còn lại từ chỗ nếu đến cúc phương vào buổi chiều cho đến hẹn mùa sau trở lại tiếp theo chúng ta cùng lưu ý cho cô về hình thức thì văn bản có hệ thống hai đề mục gồm quần thể động thực vật và cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa về mặt hình thức chúng ta cũng không thể không kể đến những từ ngữ chuyên ngành được sử dụng như là sinh học thì chúng ta có các từ ngữ quần thể tầng rừng cây gỗ tán cây bụi thảm tươi từ ngữ chuyên ngành khảo cổ thì có di chỉ, di cốt. Từ ngữ thuộc chuyên ngành văn hóa thì có người mường, nhà sàn, lễ hội cồng chiêng, phong tục, tập quán, vân vân. Về hình thức chúng ta còn thấy được từ ngữ ở đây rất giàu giá trị miêu tả và biểu cảm. Ví dụ như các từ nổi tiếng, hấp dẫn, khoáng đạt, bao la, kỳ vĩ, phong phú, vân vân. Tất cả những cụm từ này đã giúp chúng ta hình dung được cách đánh giá, cách nhìn nhận và thái độ của người viết về rừng quốc gia, quốc phương và từ đó cũng gieo vào lòng người đọc niềm tự hào, niềm hào hức mong muốn được khám phá khu rừng này. Về hình thức còn phải kể đến nữa đó là hình ảnh minh họa được người viết sử dụng trong văn bản. Chúng ta thấy là văn bản đưa ra 4 hình ảnh minh họa đều rất đặc sắc và đã lột tả được những vẻ đẹp nguyên sơ, thần tình của rừng quốc gia quốc phương. Đây có lẽ là một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Dù là văn bản thuyết minh nhưng cách trình bày không hề khô khan đúng không nào, nó vẫn có sức thu hút bởi có sự đan xen của những hình ảnh này. C các em cần lưu ý cho cô về cách trình bày thông tin của kiểu văn bản. Ở đây chúng ta thấy là văn bản đã có cách trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả và bên cạnh đó thì còn có cả cách trình bày thông tin theo cách phân loại đối tượng nữa. Cụ thể, với cách trình bày thông tin theo quan hệ nhân quả thì phần mở đầu khẳng định vườn là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn. Tiếp đến phần nội dung, tác giả đã lý giải cụ thể về sức hấp dẫn và thú vị của rừng như là đa dạng sinh học với quần thể động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa. Và đến phần kết thúc thì khẳng định vẻ đẹp lung linh, huyền ảo điểm đến hấp dẫn thu hút du khách nếu giữ lòng người. Cách trình bày thông tin thứ hai đó là theo cách phân loại đối tượng thì chúng ta thấy được sự phong phú, đa dạng về hệ thực vật và động vật của vườn quốc gia quốc phương. Và nếu như bạn nào đã từng đến đây thì chắc hẳn chúng ta không thể quên được ấn tượng về một màu xanh mát của khu rừng, đặc biệt là chúng ta được chứng kiến sự đa dạng trong hệ thống thực vật động vật ở khu vực này và chắc chắn đó sẽ là một kỷ niệm vô cùng khó quên. Chúng ta vẫn ao ước có cơ hội được quay trở lại nơi này để đắm chìm vào không gian thiên nhiên ấy. D chúng ta chú ý cho cô. Đặc điểm của kiểu văn bản còn thể hiện ở việc đó là sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản. Các em có thể chủ động tìm hiểu cho cô việc sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản với các yếu tố như sau chúng ta sẽ chú ý tìm trong văn bản vườn quốc gia cúc phương ít nhất hai đoạn trích để cho thấy được sự xuất hiện của yếu tố miêu tả sau khi chúng ta đã tìm xong thì các em sẽ chú ý trả lời cho cô câu hỏi việc sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản trên có làm ảnh hưởng đến mục đích cung cấp thông tin chính xác về thắng cảnh hay không vì sao như chúng ta đã biết trong một tác phẩm văn học không bao giờ người viết sẽ chỉ dùng duy nhất một phương thức biểu đạt, đúng không nào? Sẽ có một phương thức biểu đạt là phương thức chính và trong văn bản này phương thức chính sẽ là thuyết minh. Với phương thức thuyết minh thì người đọc được nhận những thông tin chính xác về số liệu cũng như về cách giới thiệu đối tượng và bên cạnh đó tác giả còn xen kẽ thêm cả những yếu tố khác nữa. Trong đó yếu tố miêu tả rất nổi bật. Chúng ta có thể tham khảo cho cô một số đoạn trích của yếu tố miêu tả cụ thể như sau. Trước tiên, đoạn 1, hãy chú ý cho cô giới hạn. Đó là từ chỗ thiên nhiên ở cúc phương cho đến cây gỗ kim dao rất quý hiếm. Đây là đoạn trích có yếu tố miêu tả, chúng ta hãy đọc và suy ngẫm kỹ. Nội dung của đoạn trích này đó là nói về sự kỳ thú và đa dạng của thế giới thực vật ở vườn. Biểu hiện của yếu tố miêu tả ở đây chúng ta có thể thấy đại diện là loài cây bàm bàm với đường kính ba chấm như chiếc vọng trời. Hay là có yếu tố tiếp đó là hay sức sống mãnh liệt của các loài cây sống trên núi đá vôi, xuyên qua từng vách núi. Rồi còn có yếu tố miêu tả được thể hiện trong đoạn 1 này đó là đặc biệt có cây trò khổng lồ, vân vân. Đấy là một số dẫn chứng cụ thể của dẫn ra để chứng minh rằng đoạn trích có yếu tố miêu tả. Các em hãy chú ý, đọc kỹ và tìm trong sách giáo khoa để chúng ta giới hạn từ các yếu tố này có thể thấy vai trò của yếu tố miêu tả trong đoạn trích đó là giúp người đọc hình dung rõ hơn về cảnh tượng kỳ thú phong phú của rừng cúc phương. Nó còn góp phần thể hiện tình cảm của người viết đó là thích thú kinh ngạc sững sờ đối với bức tranh thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ của vườn. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể chỉ ra đoạn trích thứ hai có sử dụng yếu tố miêu tả đó là đoạn trích giới hạn từ cúc phương còn là nơi cư trú cho đến thiên nhiên, hoa lá, động vật. Nội dung chính của đoạn trích này đó là nói về sự phong phú, đa dạng về động vật ở vườn quốc gia quốc phương. Sự thể hiện của yếu tố miêu tả thông qua câu văn mùa bấm nở, rừng già như trẻ lại cho đến bức tranh thiên nhiên hoa lá động vật kỳ ảo. Có thể thấy việc điểm xuất yếu tố miêu tả trong một đoạn văn có sử dụng Phương thức chính là thuyết minh đã giúp cho người đọc hình dung rõ hơn về sức hấp dẫn, thú vị của thế giới động vật, đặc biệt là khung cảnh huyền ảo vào mùa bướm nở. Đồng thời còn góp phần thể hiện tình cảm của người viết như là thích thú, ngỡ ngàng, yêu mến đối với bức tranh thiên nhiên đa dạng, phong phú của vườn. Như vậy, các em có thể trả lời cho cô câu hỏi, việc sử dụng yếu tố miêu tả không hề làm ảnh hưởng đến mục đích cung cấp thông tin chính xác về danh lam thắng cảnh đúng không nào? Ngược lại, chúng ta thấy là khi có yếu tố miêu tả này thì người đọc còn có thể hình dung một cách cụ thể, sinh động, hấp dẫn về đối tượng được miêu tả. Và nó còn giúp cho người viết thể hiện được tình cảm, cách đánh giá của mình đối với danh lam thắng cảnh nữa. Hai, chúng ta cùng chú ý cho cô thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản đây cũng là yếu tố về hình thức để giúp chúng ta có thể định hướng một số nội dung liên quan đến văn bản. Văn bản đã cung cấp cho chúng ta những thông tin cơ bản để giới thiệu những đặc điểm quan trọng của vườn, điểm độc đáo về quần thể động thực vật hay là có cả thông tin đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa. Về nhan đề, các em có thể thấy vườn quốc gia Cúc Phương là một nhan đề đã khái quát được nội dung của toàn văn bản. Tất cả các thông tin trong văn bản đã đều hướng tới tập trung giải quyết vấn đề, giới thiệu làm rõ những đặc điểm của khu vườn. Để luận điểm số 3, chúng ta cùng chú ý tìm hiểu một số chi tiết quan trọng trong văn bản. Có thể nói, một tác phẩm văn học hay đó là nhờ có những sự việc và chi tiết tiêu biểu. Trong tác phẩm này, chúng ta cũng có thể thấy những chi tiết tiêu biểu quan trọng như sau biểu tượng vườn quốc gia Cúc Phương đó chính là vọc mông trắng. Đây là loài quý hiếm, không còn tồn tại ở nơi nào khác. Cúc Phương là môi trường sinh thái hoang sơ, cung cấp đủ điều kiện sống cho các loài động thực vật. Đây là một chi tiết quan trọng, làm rõ giá trị về quần thể động vật và môi trường sinh thái ở vườn, để phân biệt được đặc sắc của khu rừng Cúc Phương với những khu vườn khác. Và thông qua minh chứng này chúng ta có thể thấy nó có sức thuyết phục rất lớn đối với người đọc để khẳng định rằng quốc phương là điểm sinh thái nổi tiếng hấp dẫn và đó là phần mà cô đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu nội dung của văn bản với ba luận điểm ngay bây giờ chúng ta cùng cô chuyển sang phần bốn lớn tổng kết để khái quát lại những giá trị về đặc sắc nghệ thuật và nội dung trước tiên về mặt nghệ thuật văn bản đã đáp ứng yêu cầu về hình thức của một văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh có cách lập luận logic dẫn chứng đưa ra hoàn toàn thuyết phục. Từ đó là nổi bật nội dung, đó là cung cấp những thông tin hữu ích và đầy thú vị về vườn quốc gia quốc phương, đồng thời còn khơi gợi ở bạn đọc tình yêu thiên nhiên và sự thích thú, cùng mong muốn được một lần ghé thăm khu sinh thái đặc biệt này. Và mời các em cùng đến với phần 5 củng cố mở rộng để chúng ta có thể thực hành kỹ năng liên quan đến văn bản. Nhiệm vụ cô dành cho các em ở đây đó là hãy thiết kế một poster hoặc là infographic để giới thiệu về vẻ đẹp của vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là một nhiệm vụ rất là thú vị bởi vì chúng ta có thể phát huy được tính sáng tạo của mình dựa trên nguồn tư liệu rất phong phú mà chúng ta đã có trên mạng. Khi các em có thiết bị điện tử có kết nối mạng thì chúng ta có thể tìm kiếm được vô vàn những thông tin liên quan đến vẻ đẹp của vườn quốc gia Cúc Phương điều quan trọng là chúng ta cần sáng tạo làm sao để nó có sức hấp dẫn nó có điểm đặc biệt và nó có thể tạo ấn tượng cho người xem chúng ta có thể quan tâm tới một số tiêu chí để tự đánh giá xem là phần sáng tạo thiết kế của mình có đảm bảo hay chưa ví dụ về nội dung thì các em cần đảm bảo các tiêu chí đó là giới thiệu được ít nhất hai vẻ đẹp của vườn quốc gia cúc phương trình bày thông tin chính xác về vườn quốc gia cúc phương về hình thức thì cần chú ý, bố cục phải cân đối hài hòa, lựa chọn được kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ phù hợp. Sử dụng đa dạng và hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ, đặc biệt là không mắc lỗi chính tả, dùng từ viết câu. Và quan trọng hơn cả là chúng ta cần thể hiện được sự sáng tạo trong cách trình bày sản phẩm. Hãy soi kỹ vào các tiêu chí này để xem là phần thiết kế của mình có đạt hay không nhé. Có thể quan sát một infographic để chúng ta tham khảo cách thiết kế như sau. Ngoài ra chúng ta cũng có thể trình bày theo rất nhiều hình thức khác nhau. Như vậy là phần định hướng vừa rồi đã khép lại cho phần hướng dẫn văn bản số 1 của chùm bài học số 3 ngày hôm nay. Hy vọng rằng với phần hướng dẫn đó chúng ta đã có định hướng cơ bản nhất về kiểu văn bản thông tin giới thiệu về một danh lam thắng cảnh và đó là nền tảng để giúp chúng ta có thể nắm vững được đặc trưng của kiểu văn bản này để tiến hành viết bài văn theo đúng dạng này. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của sách.